Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại cưa bác anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới cưa bác anh chị năm mới. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri hé lộ bí mật, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, ôm trọn lộc trời, tiền bạc ầm ầm trôi vào két, giàu nhanh như vũ bão, sung sướng hết phần thiên hạ. Quý vị thân mến, người xưa có câu ca dao rằng, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho, trên đời này mỗi cuộc đời, mỗi con người, lại mang một câu chuyện, một số mệnh khác nhau, thế nhưng quý vị đã bao giờ tự hỏi rằng, tại sao có rất nhiều người hiền lành, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, lại phải chịu vất vả khó nhọc cả đời, làm mãi mà vẫn chẳng đủ ăn, càng ngày thì chỉ càng thấy nhiều khoản nợ nần. Trong khi đó, có những người sinh ra đã ngập trong giàu có những người chỉ an nhàn mà tiền bạc vẫn phù phê, sống sung sướng và chẳng cần lo nghĩ một điều gì cả. Khi nghe luật nhân quả và luận giải lá số tử vi cuộc đời cho 12 con giáp, các bậc thầy tử vi học phương Đông nói rằng, những ai trước giờ vẫn luôn sống trong đau khổ, bởi có làm mà chẳng thấy có ăn, thì hãy tin rằng, ông trời sẽ không để cho những người thực sự cần cù chăm chỉ phải chịu thiệt thòi được đâu. Và theo luận giải mới nhất hé lộ về vận trình của 12 con giáp năm 2024 thấy rằng, cô bác tuổi Bính Ngọ chính là con giáp được gọi tên, sẽ gặt hái quả ngọt về công danh, sự nghiệp và tiền bạc. Sau quãng thời gian dài khó khăn đủ điều, cuộc sống sẽ suôn sẻ và thuận lợi hơn rất nhiều nếu nắm bắt được cơ hội trong giai đoạn này. Thì đến khi về già cô bác Bính Ngọ sẽ có được một cuộc sống tiền của đầy đủ, nhà rộng xe sang không thiếu, viên mãn sung túc 10 phân vẹn 10. Vậy, vận trình 4 tháng đầu năm năm 2024 của cô bác Bính Ngọ diễn ra như thế nào? Thì xin mời quý cô bác cùng theo dõi và chiêm nghiệm qua lá số tử vi ngay sau đây. Thưa quý cô bác tuổi Bính Ngọ thân mến, mệnh của nam giáp thìn 2024 là hỏa, xét theo ngũ hành, mệnh thủy của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm. Thiên can bính tương sinh với thiên can giáp, địa chi ngọ bình hòa với địa chi thìn, như vậy được đánh giá là rất tốt. Khi bước sang năm 2024 này, quý cô bác tuổi Bính Ngọ cũng bước sang tuổi 59, hầu hết đều đã ở độ tuổi nghỉ hưu, một số ít đang giữ những trọng trách trong tổ chức cơ quan. Với sự giúp đỡ của mọi người, cùng bè dày kinh nghiệm bản thân, tuổi Bính Ngọ sẽ đạt được một số thành công, củng cố sự nghiệp thêm phần vững chắc, là người có chiều sâu kinh nghiệm, tài lãnh đạo. Nhưng thời gian này tuổi đã xế chiều, mệnh chủ tốt nhất nên giữ tâm thế thảnh thơi, tránh lao động quá mức. Cô bác tuổi Bính Ngọ nổi tiếng là người giỏi trong giao tiếp, phải được nhiều người yêu quý kính trọng. Cô bác là người có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Bính Ngọ không giỏi kiềm chế che giấu cảm xúc của mình, bên ngoài thì cô bác sẽ đúng là như thế, đó là biểu hiện của sự thật thà, thẳng thắn. Nhưng trong một số trường hợp, Bính Ngọ lại khiến cho người khác tổn thương bởi sự thẳng thắn của mình. Cô bác là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, thì cô bác đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Cô bác rất coi trọng danh dự chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, thì đều cố gắng để hoàn thành một cách tốt nhất. Bính Ngọ có nhiều ưu điểm đáng để người khác học tập, nhưng cũng có nhiều nhược điểm thiếu sót cần khắc phục. Người này hay nóng nảy, vội vàng thiếu kiên nhẫn và hiếm khi chịu lắng nghe ai. Dường như cô bác chỉ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân mà không hòa đồng vào tập thể. Một công việc hôm nay có thể khiến cho tuổi Ngọ vô cùng thích thú, hào hứng, nhưng ngày mai sẽ khiến cho cô bác cảm thấy nhàm chán muốn buông xuôi.
Tuổi Bính Ngọ sẽ dành cả đời để theo đuổi cuộc sống tự do, thoải mái, bởi vậy chinh phục được trái tim của cô bác không phải là điều dễ dàng gì. Phụ nữ tuổi Bính Ngọ là người năng động, tài giỏi và rất đảm đang. Họ có thể vừa làm tốt vai trò của một người phụ nữ nội trợ, vừa tham gia xây dựng kinh tế gia đình, là cánh tay phải đắc lực cho công việc của chồng. Còn đàn ông tuổi Bính Ngọ khi kết hôn thì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thủy chung yêu thương nhau. Chính vì những nét riêng trong tính cách và vận số cuộc đời mà quý cô bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, hoàn toàn có thể yên tâm khi bước sang bất kỳ giai đoạn nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn tới đây, cô bác hãy lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. Năm Giáp Thìn này, tuổi Bính Ngọ không còn chịu nhiều áp lực trong công việc như hồi trẻ nữa. Sở dĩ mệnh chủ đã có được vị trí sự nghiệp ổn định vững chắc ở tuổi này là nhờ đức tính cẩn thận chịu khó, bản chất kiên trì không bỏ cuộc, suốt bao nhiêu năm nỗ lực, là người linh hoạt và sâu sắc, tuổi Bính Ngọ có thể vượt qua được mọi khó khăn, hơn nữa còn được nhiều người tín nhiệm và tương trợ trong công việc. Mệnh chủ luôn sẵn sàng nhường nhịn giúp đỡ người khác, biết đặt cái tôi của mình xuống, nên thu phục được lòng người, thành đạt như mong muốn. Tuổi Bính Ngọ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và óc phân tích nhạy bén sáng tạo, bởi vậy họ gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Bính Ngọ mệnh thủy, có tài kinh doanh, buôn bán và tổ chức quản lý công việc. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi gặp khó khăn họ luôn luôn có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Bởi vậy mà những người này sẽ không bao giờ gặp phải thiếu thốn. Họ khéo léo tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, có nhiều bạn bè trong mọi lĩnh vực. Điều đó giúp cho tuổi Bính Ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình. Họ có nhiều ưu điểm đáng để người khác học tập, nhưng tuổi Bính Ngọ cũng có nhiều nhược điểm thiếu sót cần phải khắc phục. Người này hay nóng nảy vội vàng, thiếu kiên nhẫn và hiếm khi chịu lắng nghe ai. Họ dường như chỉ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân mà không hòa đồng vào tập thể. Cô bác hãy khắc phục nhược điểm này nhé. Thứ hai, về tình hình tài chính. Trong 4 tháng đầu năm 2024, tình hình tài chính của tuổi Bính Ngọ có những tiến triển đều đặn. Các nguồn thu nhập vẫn dư giả, ngay cả khi mệnh chủ duy trì những công việc túc tắc nhẹ nhàng. Ở tuổi 59, cô bác Bính Ngọ đã lập quỹ dự phòng cho bản thân để luôn chủ động trong cuộc sống, chỉ cần chi tiêu hợp lý, tránh tiêu xài phung phí, mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sẽ luôn cảm thấy an tâm và tự tin trong cuộc sống. Thời điểm này cũng là lúc mà mệnh chủ nên đầu tư nhiều hơn vào việc chăm sóc sức khỏe cho chính mình để cuộc sống được vui vẻ thảnh thơi. Một trong những điều đáng lo ngại nhất khi về già là các vấn đề về tài chính. Do đó, chuẩn bị tài chính và lập kế hoạch nghỉ hưu là hoạt động rất có ý nghĩa. Khi về già, dù nghỉ hưu hay mất sức lao động, thì quý cô bác cũng khó lòng giữ được một nguồn thu nhập cố định như trước. Trong khi đó, cô bác vẫn cần một khoản tiền để chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống nếu không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu hay số lương hưu ít ỏi. Vậy nên hãy cân đối lại các khoản chi của bản thân trên tiêu chí cần và đủ. Ngoài việc ăn uống sinh hoạt hàng tháng, quý cô bác nên suy nghĩ đến vấn đề chăm sóc sức khỏe khi tuổi cao. Để chuẩn bị tài chính cho tuổi già, cô bác nên để dành ra 5 đến 10% thu nhập hàng tháng từ mọi nguồn, bắt đầu từ ngay bây giờ, để dành cho việc khám chữa bệnh hàng tháng hoặc dự phòng khi cần. Sau đó hãy định hướng dần dần những việc cô bác sẽ làm khi nghỉ hưu. Liệt kê cụ thể các khoản mục cần chi và con số ước lượng gần đúng nhất có thể. Nhờ vậy cô bác sẽ dễ dàng hiện thực hóa mục tiêu hơn. Thứ ba, về tình cảm gia đạo của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Khi bước sang giai đoạn mới, người lớn tuổi khi về hưu sẽ làm thu hẹp vòng bạn bè nếu chỉ loay hoay trong nhà và không có bạn bè. Có lẽ nhiều cô bác ở đây sẽ rất cô đơn, tuy được chăm sóc con cháu, thế nhưng thực tế thì họ lại rất cô đơn. Điều này dẫn đến nguy cơ mắc bệnh ở người lớn tuổi. Để ngăn chặn nhiều tình huống xấu xảy ra, người lớn tuổi nên duy trì kết nối với bạn bè. Cô bác có thể chuẩn bị tài chính cho tuổi già, sau đó đến các câu lạc bộ dưỡng sinh, tham gia hoạt động thiện nguyện hoặc đơn giản là đi du lịch cùng bạn bè. Bên cạnh đó, cô bác có thể sử dụng mạng xã hội, một trong 10 cách rèn luyện tinh thần để liên lạc với người thân hoặc bạn bè lâu năm cũng là một niềm vui lớn. Đồng thời, quý cô bác còn đang tồn đọng các khoản nợ thì nên trả hết các khoản nợ trước khi về già. Ngay lúc này cô bác nên sắp xếp thứ tự ưu tiên của các khoản vay để có kế hoạch trả nợ nhanh nhất có thể. Trả hết nợ nần đồng nghĩa với việc cô bác có thể lập một ngân sách chi tiêu cho riêng mình mà không cần lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Nếu không đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ trước khi nghỉ hưu, sẽ khó thể thực hiện những kế hoạch chuẩn bị tài chính cho tuổi già của mình với phần lương hưu không quá nhiều. Cô bác cũng muốn về già mà vẫn phải tiếp tục làm việc cật lực để kiếm tiền trả nợ phải không nào?
Đồng thời nếu mệnh chủ hạn chế nóng giận, biết lắng nghe, làm gương cho con cháu, bình tĩnh để giải quyết vấn đề, thì chuyện to cũng hóa nhỏ, không chỉ bản thân mà cả gia đình cũng được hưởng phúc lành. Năm 2024 hay quãng thời gian về sau, hãy luôn yêu thương thấu hiểu bao dung cho con cháu và người thân, động viên thế hệ sau phát triển, thì tuổi Bính Ngọ sẽ có một gia đình viên mãn thịnh vượng. Thứ tư, về sức khỏe của cô bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Bước sang tuổi 59, Bính Ngọ cần quan tâm chăm sóc nhiều hơn đến xương khớp và khí huyết của bản thân, hãy vận động phù hợp, ăn uống theo khoa học để luôn giữ chỉ số cơ thể ở mức khỏe mạnh. Cô bác nên uống nhiều nước thường xuyên để có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp dạ dày tiêu hóa bài tiết độc tố và chất cặn bã, đồng thời giảm độ nhớt của máu và hàng loạt bệnh tim mạch, mạch máu não do thiếu nước gây ra, nên uống khoảng 1.200ml đến 2.500ml nước mỗi ngày. Khi lớn tuổi, thực tế cơ thể không thích hợp để tập thể dục vất vả, chạy bộ và tập yoga, thực sự là không thực tế đối với hầu hết người cao tuổi. Đi bộ nằm trong tầm tay của người cao tuổi, đồng thời có thể giúp hạ huyết áp và lượng đường trong máu, tăng cường chức năng tim phổi, đồng thời khiến tâm trạng thư thái, không chỉ về thể chất tinh thần, mệnh chủ cũng cần được nuôi dưỡng để có một sức khỏe toàn diện. Gặp việc gì cũng suy nghĩ theo hướng tích cực, không ích kỷ, biết cho đi, đóng góp giá trị cho cộng đồng, thì cuộc sống sẽ hạnh phúc và ý nghĩa. Vậy, vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 của quý cô bác tuổi Bính Ngọ sẽ diễn ra như thế nào, phương diện nào cát lành, phương diện nào vận hạn cần cẩn thận, hãy cùng lắng nghe nhé! Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 1 năm 2024 Bính Ngọ cho thấy, tháng khởi đầu năm mới có thể coi là khoảng thời gian khá tốt lành đối với bản mệnh. Với tinh thần lạc quan hăng hái, cô bác sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước. Tuổi Bính Ngọ khởi đầu năm mới với những dấu hiệu tích cực trên phương diện sự nghiệp, nhờ có sự trợ giúp của cục diện tam hợp, cô bác có thể tự nhận rằng mình bắt tay vào công việc gì cũng đạt được sự thuận lợi đáng ngạc nhiên, dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa cũng sẽ đạt được nhiều thành tựu. Tất nhiên, để có thể chạm tay vào điều mà mình mong muốn, cô bác cũng vẫn sẽ phải cố gắng hết sức, bởi chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống. Con giáp này cần phải nhắc nhở bản thân cần cù, chịu khó quyết tâm khi đối diện với những sự cố bất ngờ, trở nên cả thèm chóng chán muốn từ bỏ khi gặp khó khăn. Làm được những điều ấy thì việc gặt hái thành quả sẽ nằm ngay trong tầm tay của bạn. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho vận trình của bản mệnh. Do có nguyệt lệnh lâm thai chiếu mệnh, nên bản mệnh cũng cởi mở hơn trong lối suy nghĩ. Cô bác thường ham nghiên cứu tìm tòi những điều mới mẻ, nhờ đó mà tìm ra con đường mới để phát triển bản thân. Tuy nhiên trong quá trình tiếp nhận thông tin cần phải tiếp thu có chọn lọc, đừng nên nhẹ dạ cả tin, kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, khiến cho bản thân muốn dứt mà không dứt ra được. Xem tử vi tháng 1 âm lịch cho thấy, vận trình tài lộc của Bính Ngọ cũng có những bước tiến đáng kể trong thời điểm này. Cô bác gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dưới ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, cô bác có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng đối tác, nhờ thế mà việc kỳ kết hợp đồng diễn ra thuận lợi. Nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh cũng có thể tiến hành ngay trong lúc này. Quý cô bác nên dành thời gian học hỏi thêm những kiến thức mới, đồng thời tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm để tránh những khó khăn, thiệt hại kinh tế có thể xảy ra. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy nên nhìn thẳng vào thực tế chứ không nên mơ mộng quá mức, chỉ khi có cái nhìn khách quan đúng đắn, quý cô bác mới đưa ra được những kế hoạch chính xác, phù hợp với bản thân mình, giúp việc kiếm tiền trở nên thuận lợi, suôn sẻ hơn. Trên phương diện chi tiêu, cô bác nên nhắc nhở mình sống tiết kiệm hơn, đừng bỏ quá nhiều tiền cho các hoạt động vui chơi hưởng thụ, kẻo túi tiền dù có rủng rỉnh đến mấy, rồi cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Theo tử vi tháng âm lịch thấy rằng, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của Bính Ngọ lại có dấu hiệu đi xuống trong tháng này, do chịu tác động xấu của Bạch Hổ, hung tinh này mang điềm báo tai họa. Họa huyết quang gây bất lợi cho sức khỏe, vì thế mà bản mệnh cần phải cẩn thận khi lao động chân tay, khi sử dụng các vật sắc nhọn, cũng như khi tham gia giao thông để tránh những tổn thương không đáng có. Trong cuộc sống hàng ngày, cô bác cũng nhớ duy trì lối sống điều độ, chớ sa đà vào việc ăn chơi hưởng thụ, khiến cho cơ thể mụ mị thiếu tỉnh táo. Thay vì tốn quá nhiều thời gian để chơi bời, quý cô bác có thể rèn luyện thể thao hoặc đọc thêm sách vở, khiến cho cơ thể và tinh thần đều khỏe mạnh, trong lành hơn. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch.
Tử vi tháng 2 năm 2024 tuổi Bính Ngọ âm lịch cho thấy, tháng này bản mệnh có những quyết định táo bạo, nhưng lại đưa sự nghiệp lên tầm cao mới, thời gian này quý cô bác cũng khá xông xáo làm việc bằng hết khả năng. Tuy nhiên, thiên cầu hung tinh rình rập cho thấy điềm báo có tiểu nhân núp lùm, phương diện sự nghiệp thì có những thuận lợi và đều có những khó khăn nhất định khi bước sang tháng mới. Những tín hiệu tích cực đến với quý cô bác sau một quá trình nỗ lực và theo đuổi mục tiêu bền bỉ. Nhưng vận trình trong cát tàng hung, bên cạnh đó vẫn còn những biến động khó lường mà quý cô bác không thể chủ quan. Cụ thể, trong tháng này cô bác Bính Ngọ được Nguyệt Lạnh Đế Vượng phù trợ, quả là một sự hậu thuẫn không hề nhỏ, thêm tả phù cát tinh nhập mệnh. Thời gian này cô bác còn có thể được quý nhân dìu dắt, từng đường đi nước bước đều sẽ thêm phần chắc chắn, đầu óc thì mở mang, Ngọ đưa ra được nhiều ý tưởng mới. Thời gian này quý cô bác cũng khá xông xáo, làm việc bằng hết khả năng, cô bác cũng sẽ làm những việc có quyết định táo bạo, nhưng hứa hẹn sẽ đưa sự nghiệp lên tầm cao mới, đây có thể coi là một bước đi mạo hiểm của cô bác, nhưng sẵn sàng đánh cược và chấp nhận đánh đổi để hướng tới những mục tiêu xa hơn. Thật may vì kết quả đạt được rất khả quan, ít nhất thì bước đầu đã chứng tỏ quý cô bác đang đi đúng hướng. Các kế hoạch đã đề ra đều có khả năng được phê chuẩn để tiến hành ngay lập tức, thông qua đó quý cô bác có thể sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao. Hãy coi đó là nguồn động lực để tiến xa hơn nữa, chớ vội hài lòng với những thành công bước đầu này. Tuy nhiên thiên cầu hung tinh rình rập cho thấy, điềm báo có kẻ tiểu nhân núp lùm, thành công của cô bác đang bị dòm ngó, rất có thể sẽ phải chịu những ấm ức bất công không ngờ tới. Dường như những bước tiến thuận lợi của cô bác trong thời gian này vô tình biến quý cô bác trở thành cái gai trong mắt những kẻ ganh ghét, bụng dạ hẹp hòi. Do đó mà bản mệnh làm gì cũng nên khiêm nhường, đừng thể hiện quá mức rồi biến bản thân thành kẻ ngạo mạn, khoe mẽ, tự mang họa vào thân. Nhìn chung đây sẽ là một tháng mà cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau. Nếu đủ bản lĩnh để vượt qua thì quý cô bác sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Theo tử vi tài lộc tháng 2 của tuổi Bính Ngọ cho thấy, con giáp này sẽ gặp những khó khăn nhất định trong việc kiếm tiền, dù có cơ hội làm giàu, nhưng nguy cơ mất tiền mất của cũng luôn hiện hữu. Tháng này Ngọ bị kiếp tài cản trở, tiền của được nhiều mà mất cũng nhiều, lại thêm thiên cầu hung tinh đe dọa, tiểu nhân thường xuyên quấy phá, hoặc giở trò cạnh tranh không lành mạnh. Nguyệt Lệnh Đế Vượng xuất hiện, giúp cho việc buôn bán kinh doanh có lãi, thậm chí có nhiều thời điểm lợi nhuận đổ về ào ào, khiến cho quý cô bác choáng ngợp. Tuy nhiên cũng chính vì thế mà cô bác có phần suy nghĩ quá mức lý tưởng viển vông, nhất là khi thấy người khác kiếm tiền ngon ăn thì cô bác lập tức nhảy vào làm theo. Thiếu thực tế từ suy nghĩ cho đến cách làm nên khả năng thất bại là khá cao, làm giàu chưa bao giờ là việc dễ dàng cả, cô bác nên thay đổi suy nghĩ của mình đi nhé. Hãy cố gắng trang bị thêm kiến thức cho mình, đặc biệt là trong đầu tư kinh doanh, kinh nghiệm xương máu sẽ giúp cho cô bác tránh rơi vào tình trạng thua lỗ khó kiểm soát. Ngoài ra, tuổi Bính Ngọ cũng cần phải đề phòng kẻo dính dáng tới kiện cáo, luật pháp trong khoảng thời gian này, đừng tham lam lợi lộc mà tìm cớ lách luật. Khả năng bị tóm là khá lớn, lúc đó người thì trong vòng lao lý, mà tiền bạc có kiếm được bao nhiêu cũng chẳng được mang theo. Sức khỏe của tuổi Bính Ngọ trong tháng này dù không quá xấu, nhưng cũng không tốt cho lắm, chủ yếu do quý cô bác xuất hiện tình trạng lao lực bởi công việc bận rộn. Tháng này có nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai, nên áp lực tinh thần của Bính Ngọ là khá lớn, khiến cho thể lực suy giảm. Do đó, cô bác cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới được cải thiện. Tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng cho thấy, tuổi Bính Ngọ âm lịch chỉ ra rằng, thời gian này quý cô bác nên ưu tiên cuộc sống đơn giản, tĩnh lặng hơn thì mới có lợi. Ngược lại sự nhiệt tình thái quá và vội vàng sẽ khiến cho quý cô bác dễ phạm lỗi, thêm là sao xấu xuất hiện trong tháng này, cảnh báo con giáp tuổi Bính Ngọ trở nên vội vàng trong bất cứ quyết định nào. Nhanh nhẹn luôn là cần thiết, nhưng việc đó cũng có mặt tiêu cực, như sai nhiều, đôi khi quý cô bác xem thường người chậm chạp hơn, khiến cho họ khó chịu. Cho dù bản thân là người chủ động xông xáo nhưng không phải ai cũng như bạn, hãy tôn trọng sự khác biệt này, người khác tuy chậm chạp nhưng họ làm đến đâu chắc đến đó ít sai sót. Ngũ Vũ Hoàng nhập cung chính Tây, báo hiệu mệnh chủ trong tháng này sẽ bị tiểu nhân hãm hại, hãy chuẩn bị tinh thần cho những tin đồn sai lệch, không phải để xử lý mà là để lờ chúng đi, trước khi đưa ra quyết định lớn, đặc biệt là về sự nghiệp, quý cô bác nên lùi lại quan sát kỹ lưỡng hơn. Tháng này cô bác càng khiêm tốn càng có lợi, nếu không vẫn giữ thói quen cũ mà hành sự bất cần sẽ dễ gây họa, thậm chí bị chơi xấu thì càng dễ bị phạm tội. Ngược lại thay vì quá nhiệt tình như trước, nếu tháng này cô bác có xu hướng sống hướng nội hơn, với phong cách làm việc chỉn chu nghiêm túc thì hiếm ai có thể bắt bẻ cho được.
Tử vi tháng này chỉ ra rằng, những người tuổi Bính Ngọ có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc nào đó. Do vậy mà bản mệnh phải tiêu tốn một khoản kha khá cho việc đi lại, ăn uống, khảo sát thị trường, quan hệ đối tác, ảnh hưởng của tiểu hao, nên con giáp tuổi Bính Ngọ dù có nguồn thu đáng kể nhưng vẫn bị rò rỉ từng chút một. Vì những khoản chi nho nhỏ nhưng khá nhiều và dồn dập, có những người vay tiền với số tiền nhỏ nhưng nhiều lần, quý cô bác khó từ chối dù biết rằng họ vay sẽ không trả bao giờ. Tháng này thì cô bác cũng nên kiểm soát lại các khoản tiền đã đầu tư trước đây, xem có những khoản nào không hiệu quả, giải pháp tốt nhất lúc này là không làm gì. Nếu quý cô bác đang mắc kẹt với một số dự án không sinh lời, đã đến lúc phải dừng cuộc chơi, một cơ hội tuyệt vời khác sẽ tới với quý cô bác nếu như quý cô bác dám chấp nhận rủi ro, đừng chỉ ngồi đó ao ước hay ghen tị về cuộc sống sung túc của người khác, vì nếu như cô bác thực sự hành động, chính cô bác cũng có được cuộc sống như mơ đó. Chỉ là khó khăn ban đầu sẽ khiến cho cô bác chuồn bước và bỏ cuộc mà thôi, do đó hãy xây dựng quyết tâm đủ lớn và kiên trì hoàn thành một mục tiêu. Tử vi tháng 3 âm lịch cho biết, nguyệt lạnh bệnh sẽ khiến cho Bính Ngọ tháng này thường xuyên xuất hiện vẻ ngoài thiếu sức sống, ví dụ như da rẻ không hồng hào, hay bị xanh xao, vàng vọt, do thiếu ngủ, ăn uống không đủ chất, quý cô bác nên gác bớt bộn bề cuộc sống sang một bên để có thời gian hơn chăm sóc cho sức khỏe của mình. Ngoài ra thời tiết mùa này khiến cho mạch máu khó thông suốt, do đó bản mệnh nên thường xuyên vận động trong thời gian ngắn. Không nên làm một số việc hay tập luyện quá sức, thay đổi một số điều quen thuộc trong đời sống thời điểm này là chìa khóa giúp cho quý cô bác chữa lành. Ví dụ như thử học thiền, yoga, tập trung vào cải thiện tinh thần cơ thể của quý cô bác cũng sẽ hồi phục nhanh hơn. Tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi tháng 4 âm lịch, tháng mới mang tới không ít thách thức và trong đó vẫn tiềm tàng cơ hội dành cho người tuổi Bính Ngọ. Đây sẽ là lúc mà quý cô bác cần đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn vào những việc mình đang làm nếu muốn nhận về thành quả tốt đẹp. Nếu Bính Ngọ được dự báo sẽ phải chịu đựng không ít áp lực trong công việc tháng mới, vận khí giảm sốt mạnh, sẽ kéo theo đường công danh sự nghiệp sẽ có nhiều sự biến động bất lợi, nhiều hạng mục không được tiến hành theo dự kiến hoặc có làm nhưng đạt kết quả còn khiêm tốn. Do nguyệt lệnh lâm đất tuyệt áp lực công việc đè nặng lên vai tuổi này, điềm báo tử vi cho thấy quý cô bác sẽ luôn phải đề phòng cảnh giác với những kẻ tiểu nhân và đối thủ kẻ bên. Đã vậy áp lực từ cuộc sống gia tăng, công sức bỏ ra có thể không đạt được thành công như kỳ vọng. Sự cạnh tranh đố kỵ trong môi trường làm việc cũng khiến cho con giáp này phải đau đầu. Chỉ muốn yên phận làm tốt công việc và nhiệm vụ của mình, nhưng cận kề thời gian này, bản mệnh sẽ phải đối mặt với những lời đâm chọc thọc ngoáy mâu thuẫn nội bộ. Khối lượng công việc khá lớn, nếu không được những người xung quanh giúp đỡ, thì e rằng con giáp này khó có thể hoàn thành được công việc đúng như dự kiến. Tuy nhiên, tâm tính cao ngạo cũng khiến cho quý cô bác khó mở lời nhờ vả ai đó. Nếu tự tin vào bản lĩnh của mình, cô bác hoàn toàn có thể tự đảm nhận một mình mà không cần trông chờ vào một ai. Bên cạnh đó, Bính Ngọ cũng cần xông xáo và chủ động hơn trong mọi việc. Đừng để phải đợi đến khi người khác giao phó chỉ bảo mới làm, bởi vậy thành công mà quý cô bác có được mãi chỉ đứng sau người khác mà thôi. Sự chủ động cũng giúp cho quý cô bác cải thiện được tình hình của mình trong thời gian này. Ngoài ra cũng cần phải bình tĩnh để là làm từng việc một. Càng sốt ruột hoang mang thì càng dễ mắc sai lầm. Nhìn chung đây là lúc mà cô bác cần đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn vào những việc mình đang làm nếu muốn nhận về thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên bên trong thách thức vẫn lại có thể thấy những cơ hội đang tiềm tàng, nhất là khi tháng này Bính Ngọ có được sự hậu thuẫn của những cát tinh như giải thần và tử vi. Nếu có thể chăm chỉ nỗ lực nhiều hơn, dám suy nghĩ khác biệt để phá bỏ những điều lối mòn cũ kỹ, từ đó sẽ có thể tìm ra con đường mới đầy khả quan. Tình hình tài chính của tuổi Bính Ngọ có tăng có giảm, vận tài chính tốt hay xấu, chủ yếu vẫn phụ thuộc vào khả năng tích lũy và thói quen chi tiêu của bản mệnh. Tháng này không phải là lúc Ngọ không có cơ hội gia tăng thu nhập đâu. Sự xuất hiện của một số cát tinh như thiên tài và giải thần vẫn mang tới cho quý cô bác các khoản thu bên lề. Tuy nhiên do vận khí ẩn tàng hung họa khi nguyệt lệnh lâm tuyệt nên tiền bạc có đến nhưng rồi cũng sớm đi, bản mệnh sẽ phải vất vả để giữ được tiền trong tay. Tuy nhiên thời điểm này, công việc cũng đang gặp nhiều khó khăn, những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó để tập trung. Nếu để đầu óc sao nhãng sẽ rất dễ mắc sai lầm, để tuột mất cơ hội khỏi tay mình, quý cô bác nên tự chấn chỉnh lại bản thân, làm việc cẩn thận để không mất tiền do nguyên nhân chủ quan. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán cũng không thật sự lý tưởng, các khoản chi phí phát sinh nhiều trong khi doanh thu không tăng, hầu như chưa có lãi, quý cô bác cần xem lại cách thức thực hiện, sai chỗ nào cần phải sửa ngay, có như vậy thì tình hình mới chuyển biến tốt.
Đầu tư tại thời điểm này thiếu may mắn, lời ít lỗ nhiều, tuổi Bính Ngọ nên hạn chế tiến hành ở quy mô lớn. Cần phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, làm việc phi pháp hoặc lừa gạt tiền của. Tử vi tháng mới nhận thấy, bản mệnh phải lo nghĩ nhiều về công việc, cũng như đau đáu tìm cách kiếm tiền, tình cảm lại không như ý, nên tâm lý thường xuyên bị căng thẳng, ức chế, ảnh hưởng gián tiếp tới tình trạng sức khỏe. Cô bác nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, suy nghĩ tích cực hơn để thấy cuộc sống không bế tắc, quẩn quanh. Chỉ khi nào tinh thần ổn định, lúc ấy sức khỏe của bản mệnh được cải thiện. Tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và hướng hóa giải cho cô bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 như sau. Vận trình năm 2024 của tuổi Bính Ngọ có nhiều điểm sáng hơn so với tử vi năm 2023, mặc dù vẫn còn dấu hiệu của sự cạnh tranh, thị phi hay cản trở trong công việc, nhưng tác động không quá mạnh. Bằng nỗ lực bản thân cộng thêm một chút hỗ trợ từ các cát tinh, đương số vẫn gặt hái được những thành công như kỳ vọng. Nhìn chung, về công việc hay tiền bạc của tuổi Bính Ngọ đều duy trì bình ổn, có phần nhỉnh hơn so với năm trước. Tuy nhiên, để đạt được độ hanh thông dồi dào thì chưa tới. Có thể nói rằng, phương diện cần lưu ý nhất trong 4 tháng đầu năm Giáp Thìn của đương số chính là sức khỏe. Dưới tác động xấu từ nhiều hung tinh, khó tránh những lúc đau yếu, tai nạn bất ngờ, dẫn tới bị hình thương, nghiêm trọng còn phải đụng chạm dao kéo. Cách hóa giải vận xui hiệu quả trong 4 tháng đầu năm cho tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 như sau. Để hạn chế những xui xẻo gặp phải, tuổi Bính Ngọ có thể tham khảo một số cách hóa giải dưới đây. Tuy đơn giản nhưng khá hiệu quả, hãy chiêm nghiệm nhé. 1. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Dù làm việc lớn hay việc nhỏ thì cần tắc vô ưu, thành sự thận trọng, có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp Bính Ngọ dễ dàng có được thành quả như mong đợi, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có như đấu đá nội bộ, thị phi bất cần về ký tá giấy tờ. Đương số cần nhớ rằng sức lao động là cây gốc, phong thủy cũng chỉ như nắng gió mưa thêm vào, chăm mà đủ nhiều, gốc to thân khỏe thì tự có tự thành thăng hoa, lười làm lười nghĩ, gốc yếu thân cụt, tưới bao nhiêu nước, cải bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu thứ vào người, xong cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn, xui xẻo mà thôi, tài lộc không tự nhiên mà sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có. Tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi quý cô bác đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Tập trung yếu tố nhân hòa của chính bản thân mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, ta hãy tập trung vào yếu tố nhân, tức chính con người mình, hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận, không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp cho Bính Ngọ tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số hóa hung thành cát, đón năm 2024 với nhiều thành công rực rỡ hơn. 3. Làm nhiều việc thiện việc tốt. Giúp đỡ mọi người, hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đẹp đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. Thưa quý cô bác, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc làm ăn kinh doanh cũng như vậy. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn chung, thì kết quả thế nào cũng sẽ thăng hoa thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác, thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Sau đó nếu có kế hoạch hay dự án, dù nhỏ dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn, quý cô bác cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định hợp tác chung nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024, cô bác tuổi Bính Ngọ nên kết hợp làm ăn với những tuổi nào để công việc thêm phần hanh thông thuận lợi? Tuổi Tý và tuổi Ngọ. Tý và Ngọ có nhiều điểm trái ngược về tính cách sở thích, nhưng họ dễ dàng thu hút lẫn nhau trên phương diện hợp tác làm ăn. Những mặt đối lập trái ngược lại càng giúp họ bổ sung hỗ trợ cho nhau, cùng chung mục tiêu và lý tưởng. Đây có lẽ là một sự hợp tác khá ăn ý, đạt hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Nếu Sửu và Ngọ kết duyên, cặp đôi này cần cố gắng nhiều hơn nữa để thêm thấu hiểu yêu thương và duy trì tình yêu của mình. Có nhiều lúc họ trở thành động lực giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống,
nhưng cũng có những lúc mối quan hệ này trở nên căng thẳng vì những mâu thuẫn xung đột trên phương diện đối tác làm ăn. Chưa chắc cặp đôi này đã đạt được thành công như mong muốn, bởi ngọ hay thay đổi, không có mục tiêu hướng đi rõ ràng và Sửu sẽ không chịu được khi luôn phải chạy theo những ý tưởng của họ. Tuổi Dần và tuổi Ngọ. Nếu trở thành đối tác làm ăn, họ cũng dễ dàng ăn khớp với nhau bởi tuổi Dần và tuổi Ngọ đều có chung mục tiêu, quan điểm và sở thích. Tuy nhiên cũng có đôi lúc mối quan hệ này xảy ra nhiều mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai do cái tôi của cả hai đều quá mạnh mẽ. Tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp giữa Mão và Ngọ chưa đạt được hiệu quả cao bởi Ngọ thiếu đi sự kiên trì nhẫn nại, còn Mão lại thiếu đi sự thực tế, bởi vậy không ít lần mối quan hệ này xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Tuổi Thìn và tuổi Ngọ. Sự năng động nhiệt tình của tuổi Thìn và tuổi Ngọ là cầu nối giúp cho mối quan hệ của tuổi này ngày càng trở nên tê đẹp phát triển. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của Thìn và Ngọ sẽ mang đến hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công ngoài sức mong đợi. Rồng và Ngựa đều là những người phóng khoáng, nhanh nhạy và thông minh, họ dễ dàng trở nên hòa hợp trong từng kế hoạch dự định, đặc biệt Rồng sẽ mang lại nhiều may mắn cho công việc và cuộc sống của Ngựa. Tuổi Ngọ và tuổi Tỵ. Những điểm khác biệt về tính cách, quan điểm khiến họ phát sinh khá nhiều mâu thuẫn, cũng do những điểm khác biệt trái ngược ấy mà mối quan hệ hợp tác làm ăn của họ khó có thể lâu dài bền vững được, bởi thực tế, Ngọ và Tỵ đều có những hướng đi riêng, mục tiêu riêng, không thể thống nhất hòa hợp với nhau được. Tuổi Ngọ và tuổi Ngọ. Hai tuổi Ngọ sẽ có nhiều ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt. Ngay từ những lần đầu gặp nhau, họ tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung và thú vị. Cuộc trò chuyện của hai người luôn kéo dài và tràn ngập trong tiếng cười. Công việc làm ăn của hai tuổi Ngọ sẽ rất phát triển và đạt được nhiều thành công. Họ rất chăm chỉ và luôn bận rộn với khối lượng công việc của mình. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, Bính Ngọ sẽ không bao giờ chán nản bỏ cuộc. Tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Mùi và Ngọ đã dành cho nhau nhiều tình cảm đáng quý. Mối quan hệ này nhanh chóng phát triển và trở nên thân thiết gắn bó hơn. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này sẽ đạt được nhiều hiệu quả cao nếu như Dê là người đứng đầu tổ chức công việc. Bởi người tuổi Mùi có con mắt nhìn xa trông rộng, thấu hiểu vấn đề, luôn có những hướng đi đúng đắn để đạt được thành công. Tuổi Thân và tuổi Ngọ. Thân và Ngọ khó có thể tìm được những tiếng nói chung trong công việc hợp tác làm ăn, bởi sự thiếu kiên trì dễ thay đổi của Ngọ sẽ khiến cho tuổi Thân không thể nào thích ứng được. Hơn nữa hai con giáp này có nhiều mục tiêu lý tưởng khác nhau, vì vậy mà mối quan hệ của Thân và Ngọ sẽ có nhiều mâu thuẫn xung đột. Tuổi Ngọ và tuổi Dậu. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Dậu và tuổi Ngọ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dậu phù hợp với vai trò của người tổ chức lãnh đạo, còn Ngọ sẽ là người đứng phía sau ủng hộ giúp đỡ Dậu trong việc phán xét, giải quyết những vấn đề khó khăn. Tuổi Tuất và tuổi Ngọ. Tuất và Ngọ đều có chung mục tiêu để cố gắng phấn đấu, vì vậy họ có thể trở thành những người đồng nghiệp trên phương diện làm ăn. Hai con giáp này đều có khả năng nhìn xa trông rộng, nắm bắt và giải quyết vấn đề một cách nhanh nhạy chính xác. Tuổi Hợi và tuổi Ngọ. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, Hợi và Ngọ sẽ đạt được hiệu quả cao. Tuy nhiên mối quan hệ này cũng xảy ra khá nhiều mâu thuẫn. Khi cả hai bên đều tìm được tiếng nói chung, Hợi và Ngọ cùng thúc đẩy nhau tiến lên phía trước. Nhưng khi Ngọ chuyển hướng sang mục tiêu khác, những mâu thuẫn sẽ bắt đầu xảy ra. Cho nên trước khi quyết định lựa chọn hợp tác với tuổi nào, cô bác tuổi Bính Ngọ hãy có sự lựa chọn và cái nhìn khách quan nhất nhé. Thưa quý vị thân mến, tục ngữ có câu 30 để đứng vững, 40 để không bối rối, 50 để biết vận mệnh. Khi chúng ta già đi, đặc biệt là sau tuổi 50, sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều người ngần ngại đầu tư cho sức khỏe của bản thân. Nhưng có một sự thật quý cô bác cần hiểu rằng, vì khi quý cô bác mắc bệnh thì khả năng cao là gia đình của quý cô bác sẽ phải bán tài sản và tiền để giúp quý cô bác chi trả chi phí chữa bệnh. Lúc đó, quý cô bác làm cách nào có thể tự chăm sóc cho bản thân để giảm bớt gánh nặng cho gia đình mình. Vì vậy hôm nay khi nói về việc giữ gìn sức khỏe, chúng tôi đã tổng hợp được một số bí quyết kéo dài tuổi thọ cho mọi người. Bằng cách tuân theo những quy tắc nhỏ về tuổi thọ này, chúng ta có thể giúp mình tránh xa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ một cách dễ dàng. 1. Tiêu chí đầu tiên, hãy điều chỉnh cảm xúc của mình, chớ nên tức giận. Điều này sẽ giúp bảo vệ gan và ổn định huyết áp. Hoàng đế Nội Kinh có nói, con người có ngũ tạng. Ngũ tạng chuyển hóa thành 5 loại khí, sinh ra vui, giận, buồn, lo lắng và sợ hãi. Niềm vui thuộc về tim, giận dữ thuộc về gan, buồn bã thuộc về phổi, suy nghĩ thuộc về lá lách và sợ hãi lo lắng thuộc về thận. Vì vậy trong y học cổ truyền Trung Quốc có câu, vui buồn nhiều sẽ hại phổi, giận nhiều hại gan.
suy nghĩ nhiều hại lá lách và sợ hãi lo lắng nhiều sẽ hại thận. Trong vòng luẩn quẩn như vậy, ba trong số ngũ tạng sẽ bị tổn thương. Theo thời gian, nước da của con người sẽ trở nên xịn màu, không còn sức sống trẻ trung nữa. Vì vậy, để chúng ta có thêm nghị lực và sống lâu hơn, mỗi người cần phải bình tĩnh giải quyết những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống. Hãy cười nhiều và lạc quan hơn, thay vì cứ ôm giữ sự tức giận trong lòng. Tiêu chí thứ hai, ăn vừa phải, đừng ăn quá nhiều, duy trì dạ dày và ngăn ngừa béo phì. Vì lợi ích sức khỏe của mình, chúng ta có thể dành 2 ngày một tuần chỉ nên ăn nhẹ. Điều này có thể mang lại cho cơ thể cảm giác đó nhất định, giữ cho các tế bào hoạt động và giúp cho chúng ta sống lâu hơn. Người xưa chủ trương nên ăn uống điều độ, phù hợp với con đường trung đạo, không những có lợi cho sức khỏe cá nhân mà còn mang lại bầu không khí tốt đẹp cho xã hội. Trong cuộc sống hiện đại căng thẳng và phức tạp như hiện nay, nhất là khi con người bước sang tuổi trung niên, không thể tránh khỏi việc giao lưu, nhậu nhẹt, khẩu phần ăn hàng ngày nhiều dầu mỡ và thậm chí ăn uống vô độ, thiếu khoa học. Vì lợi ích sức khỏe của mình, chúng ta có thể dành 2 ngày một tuần chỉ nên ăn nhẹ. Điều này có thể giúp mang lại cơ thể cảm giác đói nhất định, giữ cho các tế bào hoạt động và giúp chúng ta sống lâu hơn. Tiêu chí thứ ba, duy trì cuộc sống điều độ hàng ngày, hạn chế các thứ đồ công nghệ, tránh thức khuya, duy trì giấc ngủ ngon, đặc biệt càng lớn tuổi họ càng không muốn trở nên lạc hậu với thế giới. Chỉ có thể liên tục làm mới từ các trang điện thoại di động, sàng lọc ra thông tin liên quan đến cuộc sống, càng xem càng cảm nhận được sự mới lạ của thế giới và bị thu hút vào nó. Con người dù ở độ tuổi nào thì sức khỏe là điều kiện tiên quyết để có một cuộc sống tốt đẹp, chỉ có cơ thể tốt mới không gây tổn hại, cũng như không trở thành gánh nặng cho gia đình. Để có thể có một cơ thể khỏe mạnh thì nên thực hiện 3 điểm trên, thì tâm hồn của quý cô bác cũng trở nên phong phú, tương lai sẽ tốt đẹp, sống đến 100 tuổi mà không phải lo lắng điều gì. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.